Chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Coco. Video này ghi lại hành trình thi vào chuyên lớp 6 Trần Đại Nghĩa, hot bậc nhất Sài Gòn với tỷ lệ chọi năm nay là 1/9. Hình ảnh các bạn đang xem là lúc mẹ Coco cùng với các phụ huynh khác nhận giấy báo khảo sát tại trường. Chờ đọc tên thôi cũng đủ thấy sức nóng của kỳ thi này. Điều kiện để thí sinh dự thi năm nay là điểm toán và tiếng Việt phải từ 9 điểm trở lên cuối năm lớp 5. Phụ huynh cần đăng ký thông tin online tại website của trường vào khoảng thời gian quy định, sau đó nhận giấy báo khảo sát vào buổi sáng hoặc chiều, được xếp dựa theo tên chữ cái của thí sinh. Sau bao ngày, cuối cùng cũng tới ngày anh Gấu đi thi. 5:30 sáng, mẹ đã phải gọi anh Gấu dậy rồi. Gấu ơi, dậy con. Gấu ơi, Gấu, Gấu ơi, dậy con. Gấu ơi, dậy đi, dậy đánh răng, không có cả Nhi cả Nhang với mẹ được nha. Dậy đi, nhanh. Anh cả Nhi ở, trời ơi, dậy đi, dậy đi, dậy còn ăn sáng nữa. Dậy đi. Cái gì nữa trời ơi. Mẹ đã nói từ hôm qua rồi nha Gấu nha. Mẹ nói con từ hôm qua rồi. Cũng tội nghiệp bạn nhỏ bởi vì dậy sớm quả thật không có dễ dàng chút nào. Dậy cho mẹ đi Gấu ơi. Gấu ơi, đi, dậy, nhẹ. Ngồi dậy cho mẹ đi, hôm nay đi thi ấy, chứ không có phải là như ngày thường đâu. Rồi, đứng dậy. Sau 3 phút đấu tranh với sự buồn ngủ thì cuối cùng bạn Gấu cũng đã dậy. Cô nghe thấy anh thức dậy làm lò mò sang ngay luôn ý. Dậy nhanh lên. Thức dậy thế này là tự giác lắm rồi các mẹ ạ. Chứ bình thường kêu mỏi miệng luôn ý. Xong phần đánh răng rửa mặt thì bạn Gấu cũng đã yên ổn ngồi vào bàn ăn. Mặt mũi vẫn còn buồn ngủ và bề bài lắm, nhưng vẫn ăn sáng được. Mẹ cũng khâm phục bạn Gấu vì sáng mà bạn ấy có thể chén được cái món nghe rất là khô khan là cơm với thịt nướng và kim chi. Cô muốn làm miếng kim chi không? Hả? Cô hôm nay chúc anh Gấu đi thi tốt nha. Bây giờ là 5 giờ sáng. Cô hay hóng hớt lắm cô. Anh Gấu ăn mà cô cũng ngồi kế bên nè. Anh Gấu thẳng cái lưng dậy đi anh Gấu. Ngủ cái lưng xuống là sao con? Nhanh ngoan này, gọi khách dậy liền này. Không cả Nhi cả Nhang này, đúng không? Hôm qua có ngủ ngay không? Không có ngủ ngay. Ừ, nhảy vào xong rồi bắt quả tang hai đứa phá phách. Gấu thì ể oải ăn sáng, cô thì yên ả nằm dưới chân Gấu như một thói quen. Nói chung là cảm giác nó rất là yên ổn mọi người ạ. Mong rằng hôm nay anh Gấu sẽ thi tốt nha. Nghĩ cũng thương, sáng phải dậy sớm, cho nên lên xe là bạn ấy tranh thủ, bạn ấy chợp mắt một xíu này. Hôm nay Gấu thi ở trường trung học cơ sở Bàn Cờ bên quận 3. Đến gần trường là đường xá bắt đầu kẹt, không vào trâu trong được nữa nên hai mẹ con đành xuống xe, còn ba ở lại tự xoay sở. Bầu không khí thi cử bắt đầu nóng hơn, mà cũng một phần là buổi sáng có vẻ thời tiết hơi nóng, hay là do mình mặc áo hơi nóng nhỉ, mình cũng không biết nữa. Không biết bạn Gấu sao chứ mẹ không đi thi mà cũng thấy khá là hồi hộp. Có mặt tại điểm thi lúc này là gần 7 giờ, các phụ huynh chỉ được đứng ngoài,
trước cổng trường đã có sẵn bảo vệ hướng dẫn cũng như đón các sĩ tử nhí vào thi, còn lại thì yêu cầu phụ huynh đứng gọn gẽ để nhường lối đi cho các mầm non tương lai. Sau khi đã yên tâm thấy bạn gấu bước vào trong trường để tham gia cuộc thi rồi, thì ba mẹ tranh thủ đi ăn sáng để kịp giờ làm. Thực ra mình cũng định nghỉ làm một buổi sáng để đưa và đợi bạn gấu đi thi, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy mình sẽ vật vờ ngồi chờ con hơn 3 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng, có vẻ như không thiết thực lắm. Mà thực ra các thí sinh chỉ thi 90 phút nhưng phải tập trung lúc 7 giờ để làm thủ tục, và tận 10 giờ 30 mới bắt đầu được đi ra. Lúc này là 10 giờ 30, mình tranh thủ chạy từ chỗ làm, may cách điểm thi cũng không xa, tới đón con. Tới nơi thì thấy đúng là dòng người hối hả, nhộn nhịp, phụ huynh người thì trùm kín như ninja, người mồ hôi một cây lấm tấm, ai cũng sốt ruột chờ con của mình. Có hai cổng để đón, tức là cổng trước và cổng sau, trường sẽ thông báo thí sinh đi về theo lối cổng trước hay cổng sau dựa theo phòng thi. Sau 3 phút chờ đợi, cuối cùng đã trông thấy bạn gấu. Ê, gấu, 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 mẹ đây, đây đây, mẹ đây con. Hello, làm bài sao vậy không? Là làm bài được. Hả? Làm bài được. Làm bài được á hả? Mẹ ghi lại không biết đâu anh không được. Nhưng mà cái thông minh quá, đẹp trai quá. Nhưng mà cái bài giỏi á là con loay hoay á. À, thôi không sao. Có làm hết vậy thì có làm hết không? Không phải là làm hết nhưng mà vẫn làm được. Làm được, làm được là được rồi. Chúc mừng con. Đã xong thì trời ơi, mẹ chờ con lâu quá trời luôn. Có thấy quá khó so với những khi lần thi mắc test không? Chừng chừng ai nghĩ gì đâu á. Mà ở cái bài listening á, nói thật thì cái bài listening á, cái loa nó là vấn đề sao á, mà tự nhiên cái loa nó cứ rò rò rè rè á. Thế cuối cùng con không nghe được à? Con không nghe được, con chỉ làm được 2 câu trong bài listening thôi. Thế sao con không nói với thầy cô để nói? Con nói với thầy cô rồi, nhưng mà thầy cô nói là đây là cái loa duy nhất thôi, và lớp khác cũng cần phải có loa. Thì do trường này tiết kiệm loa. À, là loa chung á hả? Mở chung cho tất cả các bạn đều nghe không à? Không phải là loa, người là trường Trần Đại Nghĩa tiết kiệm loa. Thầy biết rồi, nhưng mà mỗi người một cái loa. Mỗi lớp một cái loa. À, ok. Cho nên với gia đình mình, cho con thi chuyên Trần Đại Nghĩa là thử sức. Không kỳ vọng hay áp lực con phải đỗ, đơn giản thấy con bước ra khỏi phòng thi với thái độ vui vẻ, thoải mái là mình cảm thấy vui và tự hào rồi. Mẹ nào muốn nghe kinh nghiệm thi Trần Đại Nghĩa thì bơi vào đây xem video này nhé. Đi lại khoảnh khắc ngày hôm nay này. Đó, hôm nay gấu thi xong và gấu bước ra với thái độ rất là tự tin. Mặt bình thường thì ghê quá. Đó, thái độ rất là tự tin. Không biết đúng hay sai, đỗ hay trượt, nhưng mà như thế này là cảm thấy tự hào rồi, đúng không? Yeah, high five.